bút nào đặc biệt hơn đi. Hôm nay Tom sẽ review cho mọi người một cái loại bút mới có tên là bút chữ tàng hình. Do giá của nó khá là hạt rẻ nên mình mua luôn 3 bút với 3 màu khác nhau. Nhìn bên ngoài của nó thì cũng giống như các loại bút bình thường thôi. Có điều ý, thì lắp bút và ruột bút là dài ngang nhau luôn. Lắp bút rất là to nữa. Ở trên mỗi cái lắp bút đều có một tờ giấy. Tờ giấy đó chính là cái dùng để chắn pin. Chúng ta rút giấy ra thì sẽ ấn được đèn nhá. Đấy, cái nút nhỏ nhỏ đây này, cứ ấn nút là đèn lại sáng lên. Ánh sáng màu tím chói cả mắt luôn ý. Ok, bây giờ mình sẽ thử viết luôn xem sao nha. Đầu bút thì nhìn như là đầu bút dạ vậy. Theo quan sát thì đúng là như bút hết mực vậy. Tom đã sử dụng cả 3 bút để viết xem nó có khác biệt nhau về màu sắc không. Bây giờ mình sẽ soi đèn UV nhá. Uầy, chữ hiện lên rồi này. Nhưng mà ba cái bút nó chỉ khác nhau ở màu vỏ thôi, chứ chữ thì vẫn thế nhá. Ok, thú vị đấy. Mình có thể sử dụng nó để làm những việc rất là hay ho đấy. Trừ việc con không thi cử nhá. Tom ơi, Tom hãy review loại đồ dùng học tập nào nhìn cute mà lại dị dị đi. Khó nhở? Có luôn. Đố mọi người biết trên tay Tom đang là cái gì đây? Que diêm nhựa đồ chơi à? Không phải, đó chính là cái bút đấy. Mọi người rút cái phần đầu đỏ ra là thấy ngòi nhá. Tuy nhiên vì không có phần chặn bên trong nên cứ dốc bút xuống là nó lại lòi ruột mực ra. Thử viết cái nhở. Vì ruột bút nó cứ tụt lên tụt xuống nên trong cái lúc di chuyển khi viết thì hơi khó, dễ bị nguệch ngoạc. Mực bút lại có vẻ hơi nhạt nữa. Thêm cái phần thân bút nhỏ nên rất dễ bị đau tay khi mình ghi để viết. Nói chung là ấy, ngoài cái dễ thương ra thì chả được cái nước gì cả. Và giờ mình sẽ thử mang cho mọi người xem mọi người có đoán được đây là gì không nha. Đúng như mình dự đoán luôn, mọi người không đoán được đây là cái gì cả cho đến khi mình mở cái lắp bút ra thì chị ý cười sáng và xin luôn bởi vì nó quá là cute. Thôi vậy, đạt được tiêu chí như vậy là ok rồi. Hãy theo dõi Tom review để có thể biết được nhiều hơn những món đồ hay ho nhá. Cuộc đời bực nhất là cái lúc đang cao hứng học hành thì bút nó lại tập ta tập tịt. Không được rồi, phải order ngay mấy cái bút mới về để dùng thôi. Mà đã là Tom ý, là phải dùng những loại bút siêu cute rồi. Mọi người nhìn này, đây không phải là những viên thuốc khổng lồ đâu nhá. Đã thế lại có icon cảm xúc ở trên vỏ nữa. Nhìn ghét ghê ý. Muốn sử dụng chúng thì chúng ta chỉ cần mở lắp bút. Nó được thiết kế dạng rút gọn đấy, nên khi mở lắp ra ấy, thì thân bút là các ống có kích thước nhỏ dần sẽ chảy xuống. Ta kéo nó một chút để các khớp sát vào nhau cho chắc chắn. Loại bút này mực viết nét chữ các thứ đều ok. Chỉ có điều ấy là ruột mực rất là ngắn nên sẽ không sử dụng được lâu đâu. Dùng xong là mình lại đậy cái nắp nó vào. Vì nhỏ gọn nên có thể để ở bất cứ nơi đâu, mang đi bất cứ nơi nào. Nói chung ấy là đẹp, lạ, duyệt nha. Bút ngòi lá tre, mực Queen, combo tuổi thơ đây rồi. Mình mua bộ đôi huyền thoại này với giá là 62.000 đồng. Cũng phải tầm 14 năm rồi mình mới lại được cầm vào nó. Thời gian trôi nhanh thật đấy. Nhớ những hôm mới mua lọ mực mà lỡ để đổ mất một nửa thì cứ tập xác định là nát bông luôn. Còn loại bút ngòi lá tre này là thuộc loại xịn, loại Ricket rồi. Còn đại đa số là dùng loại ruột lõi mềm. Khi bơm mực phải bóp 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 cơ chứ không phải là vặn lên như này đâu. Mỗi lần bơm được chút mực là y như rằng tay chân lấm lem hết cả. Còn một siêu phẩm nữa đây này, vở Oli nhá. Bây giờ ngẫm lại thì không biết tại sao ngày xưa mình lại được đi thi vở sạch chữ đẹp nữa. Ơi, con xin lỗi cô giáo, con xin lỗi thầy giáo đã rèn cho con cả 5 năm cấp 1 mà bây giờ thì chữ con nó ngang như gà bới đấy ạ. Đối với những bạn nhỏ hiện tại thì những đồ vật như vậy thì nó cũng chỉ là những cái đồ bình thường hàng ngày thôi. Còn đối với lứa tuổi như tôi ấy thì những thứ ấy là cả tuổi thơ, là cả một bầu trời kỷ niệm đấy các bạn ạ. Cảm xúc quá. Ok, và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi khám phá chiếc bút vẽ 3D nhá. Bút này có giá dao động từ 200 cho đến 350.000 đồng, gồm một bịch dây màu, đó chính là mực bút đấy, một dây nguồn để cắm bút và đương nhiên không thể thiếu được bút 3D rồi. Để viết được thì ta cần cắm dây nguồn vào cái ổ ở đuôi bút rồi kết nối với nguồn điện, cho dây mực vào. Cơ chế hoạt động của nó thì chả khác gì một cái súng bắn keo nến cả. Dây nhựa được làm nóng chảy ở bên trong để ta có thể bẻ nét theo ý mình muốn. Khi nó ra ngoài sẽ khô rất là nhanh. Nói dễ là vậy, nhưng khi bắt tay vào làm thì khó, vô cùng khó. Các ông các bà đừng nhìn quảng cáo người ta làm ra những tác phẩm đẹp mà ham nhá. Tôi thề nếu không phải là dân mỹ thuật có trình độ, có hoa tay thì đố làm ra được cái gì đấy. Bút vẽ 3D dùng cực khó, cực khó. Nếu như ai có ý định mua về cho con em của mình chơi thì hãy cẩn thận, bởi vì nó có thể làm phỏng tay đấy. Các bạn có tin là tôi có thể bẻ cong cây bút này không? Đương nhiên rồi, tôi cũng không tin. Thì lướt mạng mình đã tìm được một cái gọi là bút chì uốn dẻo. Bút mà lại uốn được dẻo à? Để xem nhá. Thì nhìn bên ngoài nó kiểu như là hơi nhỏ so với một chiếc bút chì bình thường, nhưng mà vẫn rất là đầy đủ này. Thân và cục tẩy ở dưới,
Thật không thể tin nổi. Cái lõi bút chì thì mọi người biết rồi đấy, bình thường nó rất là cứng luôn ấy, mà sao lại có thể như vậy nhỉ? Thậm chí là còn buộc được cơ. Hay là nó rung giữa nhỉ? Nó chỉ có một chút ở đầu để đánh lừa mình thôi. Để tôi sẽ thử cắt ra. Wow, ở giữa nó vẫn cứ có lõi luôn. Bởi vì cái bút chì này nó dẻo, nó không cho mình một cái điểm tựa rõ ràng nên là viết nó hơi là khó khăn. Cái mực bút thì nó cũng không có được nét cho lắm. Cái tẩy này thì chắc là nó cũng giống như bình thường thôi. Nó tẩy thì vẫn cứ ngon lành mọi người ạ. Mình chỉ thắc mắc là tại sao người ta lại có thể là uốn dẻo được cái bút chì này trong khi là lõi nó vẫn rất là cứng. Bút chì dẻo, dễ thương ấy. Thế nhưng mà không nên dùng trong học tập đâu. Xóa được nét mực có giống như trong quảng cáo hay không? Bút này mình mua với giá là 54.000 đồng trên một chiếc. Thiết kế thì nhìn cũng giống với nhiều loại, nhưng quan trọng là nó đặc biệt ở mực bút ý. Để sử dụng thì ta kéo cái gọng ở phần đuôi gần đầu tẩy xuống nhá. Và giờ là phần thử nghi âm. Tôm sẽ lấy vở và viết vào một vài chữ. Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam. Xem nào. Mực bút thì hơi xấu vì nó cứ nhợt nhạt kiểu gì ý. Rồi, và giờ mình sẽ lấy đầu tẩy để thử xóa nhá. Nó xóa được thật này, xóa ngọt luôn là đằng khác. Nhưng theo mình thấy là chỉ nên dùng bút này cho trẻ con tập viết hoặc ghi chép một số nội dung không quan trọng thôi. Còn với việc như ký hợp đồng, viết hợp đồng các kiểu thì không nên nhá, vì tính rủi ro nó khá là cao đấy. Tôm đã sử dụng và thấy nó đúng giống như quảng cáo. Còn những ai đã sử dụng sản phẩm này rồi thì hãy comment ở dưới để cho Tôm biết thêm ý kiến nhá. Wow, hello bà con. Hôm nay tôi mới khám phá ra một món đồ khá hay ho để review cho bà con xem đây. Đó chính là một chiếc bút điện khắc chữ nhá. Tên là bút điện mà lại không thấy có dây cắm. Mở nó ra khám phá xem nào. Ai chà, cu cậu này là chạy bằng pin mọi người ạ. Đúng là treo đầu dê bán thịt dê. Và mình sẽ cần hai pin tiểu để nó hoạt động nhá. Cho một cái bát vào để thử nào. Viết trước nét chữ bằng bút lông lên để đỡ bị lệch. Thông cảm, chữ mình nó hơi xấu. Điều làm mình bất ngờ là dù nó nhỏ xinh nhưng lực máy chạy rất mạnh, mũi mài nhỏ xinh nhưng mà bào rất sắc luôn. Tiếng máy khi mình mài ồn thì là điều không thể tránh khỏi rồi. Mình có thể sử dụng nó trong việc điêu khắc tên hoặc điêu khắc tạo lên những pho tượng và những họa tiết phức tạp hơn nếu như bạn có hoa tay nhé. Một cặp pin dư này thì dùng được rất là lâu luôn. Và khi dùng với thời gian lâu như vậy rồi mà bút vẫn không hề bị nóng, chỉ hơi ấm lên một tẹo thôi. Quá là chim ưng nhá. 100 like. Tôm ơi, hãy review thêm cái bút nào đặc biệt đi. Nói về bút thì nhiều loại hay lắm. Mà anh em đã nghe nói về bút thủy tinh chưa? Bút trong suốt, không ngòi, có hình xoắn mũi khoan. Mà nói chung là đây cũng là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy nó. Mực viết ý, thì là mực nước như là để viết bút lông vậy. Màu để viết thì người ta cho mấy màu cơ bản như là vàng, xanh lá, đỏ, tím. Mình muốn pha thành màu khác thì người ta cũng cho sẵn một cái chén hạt mít đây rồi. Nói chung ý, là một bộ đẹp và đầy đủ. Để viết thì chúng ta chỉ cần chấm đầu bút trực tiếp vào lọ mực và viết hoặc vẽ tùy ý. Nét bút nhỏ và không hề bị nhòe hay bị gai nhá. Tuy nhiên, anh em nào có sức sáng tạo cao thì có thể sử dụng cả phần đuôi bút để vẽ tranh, tạo ra những tác phẩm nghệ thuật mang dấu ấn của riêng mình. Muốn thay đổi màu thì ta chỉ cần nhúng khẽ đầu bút vào nước là sạch rồi. Và hôm nay, Tôm đã dùng cây bút này để vẽ cái nóc nhà của mình. Đúng thật là vẽ bằng tình yêu thương dạt dào vô bờ bến quá khác. Giống gì mà nó lại giống thế, cứ y như là người thật ý. Mà khoan, tôi cho hỏi là gầm cầu nào tối nay còn trống không để ra ngủ phải. Mọi người muốn Tôm review sản phẩm gì thì hãy comment ở bên dưới nha.